Xin chào các bạn, mình là Tuấn. Thì nickname của mình là Dối Lòng. Mình chuyên chơi về các dòng chó phúc. Thì đây, hôm nay mình sẽ nói về ý nghĩa của việc phơi nắng nhé. Đây, chú nhà mình mới được 5 ngày tuổi thôi. Thì đầu tiên là về việc phơi nắng ấy, rất là quan trọng trong việc nuôi chó. Nó sẽ bổ sung về canxi này, bổ sung về các chất vitamin dành cho lông này, làm cho bóng lông, mượt lông, và nó sẽ rất là nhanh dưỡng tai. Đặc biệt là cúm từ vừa 1 tháng tuổi cho đến 5 tháng tuổi, các bạn mà chịu khó phơi nắng một chút là tai sẽ lên rất là nhanh. Nên những con mà thậm chí những con tai rất dày không cần nẹp tai. Đây các bạn có thể chú ý này. Đây là đàn cún nhà mình này. Đấy. Mới được 1 ngày tuổi thôi. 3 ngày tuổi. Nhưng mà mình đã bắt đầu phơi nắng. Phơi nắng để cho nó dựng tai là một, thứ hai rất là khỏe cho cún. Nó sẽ lông lá rất là mượt, nhiều canxi và lông lá rất là mượt nhá các bạn nhé. Nên các bạn chịu khó phơi nắng một chút. Đây. Phơi thì về cơ bản ấy thì phơi nắng thì chỉ cần phơi 15 phút. Nó sẽ tùy vào nắng, nếu mà nắng sáng sớm ấy thì mình có thể phơi được tầm 20 phút. Nhưng mà nếu mà nắng mà mùa thu sáng không có nắng ấy, và buổi trưa ấy, nó sẽ rát hơn một chút thì mình chỉ phơi khoảng 10 phút thôi để cho nó sẽ bổ sung nhiều chất canxi, vitamin D, giống như trẻ con ấy. Nó sẽ phơi sẽ bổ sung rất nhiều vitamin D cho cún con, rất là tốt, kể cả cún mẹ nhé. Cún mẹ mà phơi nắng cũng được, nó sẽ sau khi sinh cún mẹ nó sẽ rất là bị thiếu canxi ấy, cho con bú thiếu canxi mình có thể phơi nắng như cả cún mẹ đó, nên bổ sung canxi cho cún con nhé. Thì đây là về cái phơi nắng thì mình nói chung là mình chỉ tập trung về, thứ nhất là chú ý nếu mà phơi được nắng sớm là tốt, từ 8 giờ 7 đến 8 giờ là tốt, phơi tầm 15 phút. Nếu mà không có nắng sớm ấy, thì mình có thể phơi vào nắng buổi trưa, mình chỉ phơi tầm 10 phút thôi. Nếu tránh để nắng phơi lâu quá thì cún nó sẽ bị thay đổi khí hậu, nóng quá nó sẽ rất là nhiều dễ sinh ra cún bị choáng, cũng có thể là bị sốc nhiệt nha các bạn nhé. Xin chào các bạn, mình sẽ có những hướng dẫn video sau nữa.